Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 2023. Chúng ta tiếp tục học tập Quyết Chí Một Đời Vãng Sanh Cực Lạc Quốc. Học đến tập 281. Những đức đọc những công đoạn chánh hạnh để chúng ta gây dựng tính tâm tính nguyện niệm Phật của mình kiên cố. Chánh hạnh lễ bái chỉ lễ lại Đức Phật A Di Đà, tức là như văn đã nói, nếu như lễ lại thì chỉ chuyên tâm lễ lại Đức Phật A Di Đà. Chánh hạnh xưng danh, chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tức là như văn đã nói, nếu như xưng danh thì chỉ nên nhất tâm xưng tán danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Chánh hạnh tán thán cúng dường, chỉ tán thán cúng dường Đức Phật A Di Đà, tức là như văn đã nói, nếu tán thán cúng dường thì chỉ nên nhất tâm tán thán cúng dường Đức Phật A Di Đà. Đây gọi là chánh hạnh. Đây gọi là chánh tu quý vị. Chánh hạnh là chánh tu. Nên mỗi ngày mình học tập một câu A Phật niệm đến cùng và quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Đó là chánh tu. Và nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Nên mỗi một người chúng ta nghe gì thì mình thấy phương pháp tu mình là chánh tu. Tại vì mình niệm đi chung cũng chỉ niệm Phật. Rồi mình mỗi ngày lễ Phật. Những đức cấm từ cái gốc chính này, hoặc phát triển ra những phương pháp rồi thu gọn lại chuyên tu, nghĩa là từ chuyên tu mở rộng ra cho nhiều người sơ tu người ta có thể tiếp nhận được, từ những người sơ tu tiếp nhận được quy gom lại thành chánh tu. Mà cái cấm gốc của mình là chuyên tu. Nhớ. Giống như mình chuyên niệm Phật, như Đức mở rộng ra chương trình lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhân duyên của Bồ Tát Quán Thế Âm rất sâu dày với chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, nên lễ lại Bồ Tát Quán Thế Âm chúng sanh về lễ lại rất là đông. Nhờ như vậy mà mình giảng dạy về bổ nguyện Di Đà cho họ được nghe. Đây là từ chuyên tu mở rộng ra, rồi từ mở rộng ra thành chuyên tu. Mục tiêu là chúng sanh được lợi ích. Cái này rất quan trọng quý vị. Giống như có những người người ta thích tu phương pháp này phương pháp kia rất là nhiều để người ta cầu an cầu siêu cho người thân người ta. Những phương pháp gọi là cầu an cầu siêu nhiều người ta thích. Khi người ta áp dụng vài ba năm thì người ta cũng có duyên với Phật pháp vậy. Đến lúc tự nhiên người ta gặp được tịnh độ chuyên tu thì tự nhiên người ta áp dụng ta tu. Và có những người, người ta đi đầu này đi đầu kia đi đầu nọ, người ta làm đủ chuyện hết thì muốn cứu độ chúng sanh, nhưng người ta không biết được rằng là nếu họ chăng thật niệm một câu A Di Đà Phật này thì đúng là cứu tặng chúng sanh, cứu tặng chúng sanh. Nhưng họ đi đầu này đi đầu kia rồi đầu nọ rất nhiều, nhưng họ đi dài ba năm rồi họ mới quay lại chuyên tu. Cũng có những người như vậy quý vị nhé. Có một chú này lúc trước cũng đi đến chùa mình tu nghe Đức giảng, xong rồi sau này chú không đến chùa nữa, chú đi chỗ này chỗ kia nhiều lắm, đi rất là nhiều, đi 4-5 năm sau thì chú đến chú cộng tu chủ nhật lại
chú nghe những đức giảng. Xong chú gặp những đức, chú nói rằng tính ra 4-5 năm con không đi đến đây cộng tu nghe thầy giảng, nhưng bây giờ con trở lại đây con nghe thầy giảng thì thầy cũng giảng như vậy, cũng là khuyên chuyên niệm Phật. Như thế nào mà thầy có thể làm được, cứ tán thán bổ nguyện niệm Phật hoài mà thầy không ngán? Nhưng đức nói có gì đâu ngán, mục tiêu của chúng ta tu là để phát nguyện đời này được Phật Di Đà tiếp dẫn giáng sanh. Mà mình hiện tại chưa giáng sanh sao ngán niệm Phật? Bây giờ những đức hỏi chú, bản thân chúng ta có cách nào đi về cực lạc không? Mình không biết như thế nào để mà mình đi về cực lạc. Vì thì bây giờ mình chỉ có trông cậy vào Phật A Di Đà thôi. Mình chỉ nương tựa vào Phật A Di Đà, mình nương tựa vào bổ nguyện của Ngài. Mà bổ nguyện của Ngài là danh hiệu A Di Đà Phật. Mình chỉ biết nương tựa vào bổ nguyện của Ngài để mà cầu Ngài đến tiếp dẫn mình thôi. Đó là cầu Ngài đến tiếp dẫn mình về cực lạc thôi. Mà giờ không niệm danh hiệu Ngài vậy thì cầu cái gì giờ? Bổ nguyện Di Đà là cầu A Di Đà Phật, niệm danh hiệu Ngài, Ngài tiếp dẫn mình. Mà bây giờ niệm Phật mà đi ngán niệm Phật vậy thì chú đi chi cầu cái gì? Còn nếu mà nói về tu để mà mình đi về cực lạc vậy thì mình làm sao làm được cái chuyện mình đi về cực lạc? Mình qua sông, qua biển mình còn phải dùng phương tiện, chứ đừng nói từ đây về cực lạc mà bản thân mình. Nên mình chỉ có nương vào cái thiền từ của Phật A Di Đà đến tiếp dẫn thôi. Mà không niệm A Di Đà Phật vậy niệm gì vậy? Những đức mỗi ngày tán thán danh hiệu A Di Đà Phật, càng tán thán thì càng thích, càng tán thán thì càng vui, càng tán thán thì càng hưng khởi. Những đứa không có thấy gì gọi là chán. Những đứa hỏi chú, 5 năm chú đi vòng vòng, cuối cùng những đứa hỏi chú chọn cái gì? Chú muốn về cực lạc chú làm sao? Chú này lắc đầu nói, dạ 5 năm nay con đi cứ vòng vòng, con không thấy kết quả gì thầy. Bây giờ con trở về chùa mình đây, con thấy đúng là phát triển quá trời luôn. Thêm bên Đại Tùng Lâm rồi thêm chùa mới gì, quá đông. Trong lòng của con ngồi suy nghĩ mấy ngày nay, con nói phải chi 5 năm nay mà mình chuyên niệm Phật thì có khi lợi ích còn lớn bao nhiêu. Nhưng đức nói đúng rồi. Thì chú thấy 5 năm nay những đức cũng chuyên niệm Phật, những đức cũng khuyên niệm Phật hoài, mà chú thấy cái cảnh giới phát triển mở rộng, bao nhiêu con người ta về nó tu làm bao nhiêu việc lợi ích. Chú bấm lên cái trang như thế chú coi thử đi, thời gian trong 5 năm nay chú coi những đức làm bao nhiêu chương trình. Còn chú cũng đi giúp mọi người mà chú làm được cái gì, được bao nhiêu việc mà giúp nó có xác thực gì đâu. Ông nói rõ ràng 100% luôn. Nên con cũng do cứ nghe thầy phiên niệm Phật hoài mà ngán. Con cứ nghĩ niệm hoài thấy lợi ích gì. Những đức thì nói rằng tôi không cầu lợi ích gì ở thế gian này, tôi chỉ cầu sanh cực lạc thôi. Nên tôi miết niệm A Di Đà Phật, ai nghe hay không nghe mặc kệ người ta, tôi cứ niệm A Di Đà Phật. Dù còn một người nghe tôi cũng giảng, mục tiêu là tôi giảng cho tôi nghe. Vì tôi biết chỉ có nương vào bổ nguyện đời này mới có cơ hội giảng sanh. Mà nương bổ nguyện là ngay câu Phật hiệu. Trong kinh Đức Phật nói rõ ràng, trước chưa độ mình làm sao độ người. Nên tôi trụ xứ một nơi lo niệm Phật, rồi tổ chức khóa tu, ai về thì tôi khuyên niệm Phật, còn ai em về thôi. Căn tính của chúng sanh mình có mấy điểm rất đơn giản thôi mà mình đã còn làm không được. Người đức đã nhắm vào trọng tâm mấy điểm này thôi: ganh tị, đố kỵ, buồn giận, hận trách. Đây là căn bản luôn quý vị. Thu gom gọn lại chỉ có tâm hẹp hòi ích kỷ,
Tuy mỗi ngày cũng niệm Phật đó, nhưng cũng hẹp hòi ích kỷ. Hôm qua Như Đức gặp một cái cô này, thường nghe Như Đức giảng luôn. Cô nói một câu: dạ thưa thầy, thầy giảng thầy nhắc suốt chỗ này luôn đó thầy. Bởi vì con thấy rõ ràng thầy nói căn tính mình tệ thiệt. Thầy nhắc suốt chỗ này luôn, mà điểm nhỏ này coi con làm được. Con với đứa bạn đi tu chung, con với nó đều có gia đình hết rồi, đi tu chung với nhau thăng quá trời thăng luôn thầy. Vậy đó mà mỗi ngày nó tu được hai thờ, rồi nó có chồng, chồng nó thương nó nhiều, nó siêng năng niệm Phật, nó tu được hai thờ ổn định, nhiều người quý mến đó. Nó được vậy thôi đó thầy, mà con cảm thấy con ganh tị, con ghét nó. Mà tuy con chưa chung nó luôn, con vẫn ghét nó. Thầy coi. Mà trong khi chúng con nghe thầy giảng suốt điểm đó thôi, nhiều đó thôi, mà làm không được. Nhân Đức nói, bởi vì sao Nhân Đức cứ nhắc hoài chỗ này mà không sợ nhàm. Còn quý vị thì nói sợ nhàm, quý vị làm được chưa mà sợ nhàm. Bây giờ mỗi ngày Nhân Đức gầy dựng tính nguyện niệm Phật, quý vị tính nguyện được bao nhiêu rồi mà chán. Cái chuyện khoan dung tha thứ thôi, hạ cái tâm kiêu ngạo thôi, tin sâu nhân quả thôi. Những việc này nhắc hoài bao nhiêu đó thôi, mình làm được bao nhiêu phần trăm mà. Đụng cái là buồn, là giận, là hận, là trách, đủ chuyện. Tuy là cũng niệm Phật phát nguyện cầu sanh cực lạc, nhưng lại mang một cái tâm đó rất nặng nề. Hiện tướng cuộc đời này cũng thấy khổ đau. Nhưng Đức nói quý vị chỉ cần buông cái tâm ganh tị đố kỵ xuống một chút thôi, quý vị thấy vị nó quá an lạc. Hiện tướng đời này người ta nhìn mình, người ta cũng muốn tu. Ta nhìn mình là ta muốn tu liền, thì quá đặc biệt rồi. Mang cái tâm buồn giận hận trách, người ta nhìn mình sao người ta muốn tu. Mà người vậy nó nặng nề lắm, ai mà muốn tu thêm mình đây? Ai muốn tu thêm mình đây? Nên những đức tại sao mà cứ nhắc những cái trọng tâm, nhắc hoài, nhắc hoài, nhắc hoài, nhắc hoài. Vì cả đời vì chỉ cần làm nhiêu thôi. Đừng buồn giận người khác để trong tâm, người ta hơn mình thì mình mừng giùm cho người ta. Mình chỉ cần gầy dựng tính nguyện, chỉ có cái cầu là cầu sanh cực lạc. Không có cầu cái gì thế gian này, chỉ có cầu sanh cực lạc. Nhiều đây những đức nhắc hoài cả đời luôn. Ai muốn thành tựu của được giảng sanh nghe đi. Mình muốn giảng sanh thì cực lạc là chỉ có một cái cầu là cầu Phật tiếp dẫn thôi. Phải không? Phật A Di Đà không đến tiếp dẫn, làm sao chúng ta đi đây? Nên mình chỉ có tha thiết hướng về Phật A Di Đà để cầu ngài tiếp dẫn thôi. Nên công đoạn này nêu lên chánh hạnh lễ bái, chỉ lễ lại Đức Phật A Di Đà, tức là Như Văn đã nói, nếu như lễ lại thì chỉ chuyên tâm lễ lại Đức Phật A Di Đà. Chùa mình làm rõ ràng quý vị. Đúng không? Nên mỗi một người mình nên trân quý cái nhân viên đặc biệt này để gây dựng tính nguyện cả đời. Như thứ gặp chú kia đi 5 năm, như thứ hỏi chú kết quả gì? Thấy kết quả gì? Thế gian, sức thế gian không làm được gì đặc biệt. 5 năm những đức chú thấy phát triển thêm mấy đạo tràng. Càng gầy dựng tính nguyện niệm Phật, người càng an lạc tự tại, càng vui. Thấy rõ ràng luôn đúng không? Phải chi 5 năm nay mà chú chuyên nghe rồi chuyên niệm Phật thì chú đặc biệt quá, an lạc vui sướng biết nhiêu nói. Nhưng mà đi dòng do tâm quắc cuối cùng, đặc biệt gì đâu. Nhưng mà cũng đặc biệt. Đặc biệt cái gì? Cho chú có góc độ nhìn rồi xong chú quy về chuyên tu đi, chú cố gắng chút. Cuộc đời chúng ta cứ cả đời khuyên nhau niệm Phật thôi, gầy dựng tính nguyện thôi, khỏi cần làm gì cao xa chú à. Nên dùng văn tự này khuyên chú này, cũng như khuyên tất cả chúng sanh, mình được gặp Phật Pháp quý vị, mình đến chùa mình tu học, khỏi cái gì cao xa làm gì. Chuyện trong ngôi tam bảo, làm thiện, làm tốt, mình cùng chung tay mình làm. Còn mình không có khả năng, mình chỉ cần đến chùa tu được là mình đến. Còn nếu như đi đến chùa
mà tụm 3 tụm 7 hơn thua đấu đá nhau. Thì nên xem lại để điều chỉnh lại liền. Bè phái này kia rồi, chi à? Mình ở ngoài đời mình đã quá nặng nề cái việc này à. Mình đi vô trong đạo mình còn gì chi nữa quý vị. Còn nếu như mình phát tâm mình vô chùa mình ở luôn, mình chỉ cần lo làm tròn trách nhiệm mình cho tốt được. Mặc ai nói ngã nói nghiêng, còn ta cứ giữ như kiền ba chân. Mặc ai nói này kia nói này nọ, kể họ, mình cứ giữ cái tâm tu mình. Nói với nghĩ nói. Làm đi, cố gắng đi. Quý vị biết rằng những đức do lì mà có kết quả. Lì mà có kết quả. Có khi cũng bị gầy, bị chửi, nhưng mà cứ niệm Phật. Bị cách này, cách kia, cách nọ, nói này, nói kia, nói nọ, nhưng đức cũng cứ niệm Phật. Nhân đức thấy rõ ràng luôn. Bản thân mình cứ niệm Phật là mình được an vui, mình tự tại. Mỗi ngày niệm Phật, lễ Phật. Quý vị vừa nghe vậy là đời xước niệm Phật liền. Hôm qua nhà đức có nói một câu. Vừa nghe phiên niệm Phật là mình ngồi mình nghe Pháp, cái miệng mình cũng niệm liền. Mỗi một người mình đã gieo câu Phật hiệu vào trong cái mảnh đất tâm của mình cho nhiều, thì cái mảnh đất tâm của mình sẽ mọc ra với đạo Phật. Chúng ta thường quên câu Phật hiệu là do cái mảnh đất tâm của mình cỏ rác nhiều quá. Nhiều đời nhiều kiếp mình trồng cỏ rác trong mảnh đất tâm mình quá nhiều, nên nó không có phát triển được câu Phật ai với đạo Phật. Mình niệm Phật hoài mà tại sao mình ít nhớ ai với đạo Phật? Tại vì mảnh đất tâm của mình là tạp nhiều, mà mình không chiên. Nếu như mình chiên, vừa nghe gì là mình đề xướng niệm Phật liền. Một câu Phật hiệu mình vừa niệm lên là gieo một hạt giống vào mảnh đất tâm mình rồi. Cứ một câu Phật hiệu mình niệm lên là gieo một hạt giống ai với đạo Phật vào tâm mình. Sao mình không niệm? Mình niệm với từ từ mảnh đất tâm mình toàn là ai với đạo Phật, thì hiện khởi ra là ai với đạo Phật. Sao mình không niệm Phật? Lợi ích của niệm Phật lớn như vậy, vì sao mình không niệm? Vì sao chúng ta thường quên Phật? Vì mảnh đất tâm của mình hạt giống ai với đạo Phật ít quá. Nên mỗi ngày càng phải siêng niệm Phật. Nên những đức nói chiếc máy bấm số niệm Phật này mót hay lắm. Ai với đạo Phật bấm, ai với đạo Phật bấm, ai với đạo Phật bấm. Vì nhớ niệm Phật này niệm thật, niệm giả, niệm nhiệt tình, không nhiệt tình, thì niệm lên thì vẫn gieo vào mảnh đất tâm mình một câu Phật hiệu. Dù người ta có nhái mình đi chăng nữa, mình niệm Phật người ta niệm cái gì đâu Phật, cái gì đâu Phật, mình vẫn biết rằng mảnh đất tâm họ vẫn gieo được một hạt giống ai với đạo Phật vào, nhất định sẽ được độ. Vì nhớ nhà đức thường kể câu chuyện không, vô lượng kiếp cái ông này, ông vô trong rừng, ông leo lên cây vì bị cọp dược, ông niệm mô Phật. Niệm một câu mô Phật thôi mà ông ngồi được độ trong cái thời Đức Thích Ca Mâu Ni. Nên mình mà niệm một câu Phật hiệu này, mình đeo máy niệm Phật, người có phỉ báng, nghe mà phỉ báng, cũng gieo được cái duyên cho họ đắc độ về sau. Về sau quý vị nhớ câu về sau. Mỗi một con người chúng ta khởi một tâm ác là gieo một hạt giống ác. Khởi vọng tưởng một câu Phật hiệu thì gieo một cái nhân niệm Phật thành Phật. Vì nhớ, một con người khởi một cái tâm ác, nghĩ một điều ác, thì nhất định mình sẽ gặp cái ác này, mình sẽ thành quả kìa về ác này. Một con người dù có phỉ báng những người niệm Phật, mà họ niệm một câu ấy với đâu Phật, chỉ cần như vậy thôi, thì họ cũng thành tựu được cái nguyện thành Phật giảng sanh. Họ mà giảng sanh thì chấm dứt cái luân hồi khổ đau, là chấm dứt khổ. Vì chỉ cần niệm một câu Phật hiệu cho họ nghe thôi, đây là đại bố thí đại cúng dường. Nên mình đi cho quà rồi này kia, tặng người nghèo đồ đạc, đem cái lo niệm Phật theo, ghim để đó, ngay chăn đồ cho đó. Ai đến nhận đồ là tài thí, đến nhận đồ nghe câu Phật hiệu là pháp thí. Vui vẻ nhận được đồ là vô ý thí.
trong một cái tài thí để thành ra ba thí: tài thí, pháp thí, vô ý thí. Mà phải có pháp thí mới tròn vẹn thù thắng. Đi làm từ thiện ở đâu cũng vậy, vì nên nghe điều này đi, vì nhắc nhở mình cầm theo cái lo có gì đâu khó. Hoặc là vì đi làm từ thiện chỗ này chỗ kia, quý vị điện thoại cho những đức nhờ thầy giảng giùm cho con bài giảng ngắn, con đến đó trước khi cho con cho ngồi xuống hết nghe 10 phút 15 phút của thầy giảng, xong con bắt niệm Phật lên rồi con cho quà. Quá tuyệt vời, vì sao không làm điều này? Vì làm điều này quá đặc biệt, sao không làm? Ý nghĩa quá, sao không làm? Đây toàn là những phương pháp đặc biệt tu phước duyên thù thắng không. Nên mỗi ngày từ xuyên niệm Phật là gieo hạt giống Ai Di Đà Phật vào tâm mình, đời sướng liền. Ai Di Đà Phật, 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 Ai Di Đà Phật. Cứ chân thật niệm có Phật hiểu thôi, nhiệt tình hết lòng niệm có Phật hiểu, sự lợi ích này lớn biết bao nhiêu mà nói. Những đức nói cả đời những đức cứ tán thán bổ nguyện niệm Phật suốt vậy đó. Cả đời cứ tán thán bổ nguyện niệm Phật suốt. Ai muốn nghe thì cả đời nghe, còn nghe thời gian bỏ cũng được kế họ. Cả đời những đức quý vị đi vòng vòng, quý vị quay lại quý vị cũng nghe đức giảng gì hoài vậy đó. Vì sao? Vì chưa giảng sanh mà. Chúng ta chưa giảng sanh mà bỏ danh hiệu Ai Di Đà Phật, chúng ta lấy cơ hội đâu để đời này giải thoát? Nếu hỏi quý vị, người làm cách này cách kia cách nọ giúp chúng sanh niệm Phật tốt, vì cứ làm đi. Người ta đi đến nghĩa trang niệm Phật cầu siêu tốt, cứ làm đi. Chuyện đó tốt mà. Thì đi bố thí cúng dường tốt, làm đi. Đi chỗ này chỗ kia khuyên người ta niệm Phật tốt, cứ làm đi. Còn tôi chuyên ở một nơi cũng bao nhiêu con người về, tôi làm việc này khuyên người niệm Phật tốt, tôi cứ làm. Mỗi một người có nhân duyên, chúng ta cứ cố gắng làm. Đến cuộc đời miễn sao sống làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời là được. Tốt. Quý vị ngồi suy nghĩ cái điểm nào tốt nhất để làm chuẩn nhất đời này, nắm chắc được phần giảng sanh thì chọn đi. Thì ý nghĩa, hiểu không? Nhận thức. Nhận thức được thì mình sẽ chọn một tiêu chuẩn liền. Chánh hạnh xưng danh, chiên niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Tức là văn đã nói, nếu như xưng danh thì chỉ nên nhất tâm xưng tán danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chiên nhất luôn. Đúng không? Một con đường dễ đi hơn quý vị. Nhiều con đường có khi không biết đi con đường nào. Mục tiêu chúng ta mỗi ngày nhớ Phật, niệm Phật, gầy dựng tính nguyện, là bất cứ lúc nào cặn tứ nghiệp chúng ta cũng niệm Phật nương vào bổ nguyện để cầu sanh cực lạc. Đúng rồi. Bản thân mình không niệm Phật cầu sanh cực lạc, vậy thì còn phương pháp nào mình vô nổi? Cầm chừng chơi vậy thôi. Từ khi những đức gặp tịnh độ tới giờ là tu mười mấy năm chỉ có niệm Phật. Càng niệm càng đi vào chuyên luôn. Đọc những văn tự này thấy mình phù hợp vô cùng. Thôi mình cứ làm vậy thôi. Mười mấy năm nay thấy vào trong đạo sống có ý nghĩa. Trước mắt là thế gian pháp những đức đã sống có ý nghĩa. Niệm Phật đã có ý nghĩa rõ ràng, xác thực. Chánh hạnh tán thán cúng dường, chỉ tán thán cúng dường Đức Phật A Di Đà. Tức là như văn đã nói, nếu tán thán cúng dường thì chỉ nên nhất tâm tán thán cúng dường Đức Phật A Di Đà, đây gọi là chánh hạnh. Khuyên người chuyên niệm Phật cũng là bố thí cúng dường. Khuyên người chuyên niệm Phật là tán thán A Di Đà Phật chứ gì? Cúng dường A Di Đà Phật. Mục tiêu làm việc thiện việc tốt gì cũng là cầu sanh cực lạc, là tán thán A Di Đà Phật chứ gì. Còn nếu như bị bố thí cúng dường làm việc thiện gì này việc kia mà bị chi cầu những việc khác thì là không phải nương vào bổ nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên như Đức thường nói rằng chúng ta chỉ cần có một cái cầu thôi đủ, là cầu sanh cực lạc.
Hàng Phật tử phải nhớ, đừng bao giờ rồi nói rằng niệm Phật, niệm hoài có thấy được gì đâu. Không cần thấy gì cả. Tôi chỉ cần cúi đầu thấy A Di Đà Phật, được ngài tiếp dẫn giáng sanh là được. Nghĩa là không cần thấy cái gì cõi đời này chứ. Chỉ cần mỗi ngày tôi niệm Phật là tôi thấy vui. Tôi niệm Phật là thấy vui rõ ràng luôn. Cả chùa ai cũng vui vì thấy rõ ràng không? Vì đi đến chùa vì thấy rõ ràng, cả chùa phần nhiều ai cũng vui. Ai cũng an lạc tự tại. Mỗi lần Như Đức gần gũi gặp mấy anh em là Như Đức điều động với cái việc niệm Phật. Nói những tư tưởng mạnh mẽ, quyết đoán để gầy dựng cho mấy anh em. Rõ ràng mà. Tại vì mười mấy năm nay tôi niệm Phật tôi thấy lợi ích rõ ràng xác thực luôn. Không niệm Phật làm gì? Không niệm Phật làm gì? Chuyên nhất niệm Phật. Ai làm cái gì thiện, cái tốt, cứ làm gì? Chúng ta sắp xếp được đi đến chùa mình tu. Lay quay à. Còn có 18 ngày nữa là chúng ta lại Bồ Tát Quán Thế Âm. 17, 18, 19, 20. 4 ngày. Bây giờ nhiều vị trưởng đoàn cũng đang sắp xếp rồi đó. Có cơ hội, chúng ta có cơ hội tu được. Có cơ hội tu được, nỗ lực cố gắng. Mình có cơ hội tu mà mình không tu, luống một đời uổng quá. Có cơ hội bố thí cúng dường mà không chịu làm, để luống quá uổng quá. Cố gắng. Cả đời những đức cứ làm người bình thường niệm Phật à. Ai nói hiểu không hiểu gì kệ. Ai nói ngu hay khôn gì kệ. Ai chửi mắng gì kệ. Cứ cố gắng gầy dựng niệm Phật. Cứ khuyên người niệm Phật đi đứng nằm ngồi. Ai di đà Phật, ai di đà Phật. Làm việc gì cố gắng niệm Phật, ngồi trên xe cũng niệm Phật. Cố gắng nhớ Phật là niệm liền. Nhớ Phật là đời sướng liền, nhớ Phật là đời sướng liền. Nhớ Phật là đời sướng liền, không có để trôi qua. Nhớ. Vừa nghe gì cái dù 10 năm sau, 100 năm sau nghe công đoạn này, vừa nghe cái là những đứa khuyên người 10 năm sau, 100 năm sau. Niệm một Phật một câu phúc sanh vô lượng. Niệm một câu Phật hiệu là gieo vào cái mảnh đất tâm mình một câu Phật hiệu liền. Vì sao không niệm? Sao không suy niệm đi quý vị? Vừa nghĩ một điều ác là gieo vào mảnh đất tâm chúng ta một điều ác sẽ sanh ác. Vừa nghĩ Phật là niệm một câu Phật hiệu là gieo vào mảnh đất tâm chúng ta một danh hiệu Phật sẽ làm Phật. Vì sao không niệm? Vì sao không niệm Phật? Người nghèo khổ khó khăn bệnh hoạn cỡ nào thì sao không niệm Phật? Niệm Phật thù thắng như vậy vì sao không niệm? Đời này mình khổ đau câu có bực bội giận hờn buồn trách là do gì cái tâm ác đó mà gieo vào. Vì sao bây giờ không gieo câu Phật hiệu vào tâm để cái ác kia nó lùi lại? Vì sao không niệm Phật? Niệm Phật thù thắng như vậy vì sao không niệm? Hàng Phật tử nghe như vậy hừng hực cái tâm lên để niệm Phật. Đừng nên giải đãi. Giải đãi niệm Phật là đúng là quá dại khờ. Vì sao không niệm Phật? Chúng ta mong muốn mình có phước báo nhân duyên. Vì sao không niệm Phật? Trong khi trong kinh Phật nói niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Vì sao không niệm? Cố gắng quý vị. Chúng ta sẽ nguyện gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.